Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 21 tháng 8 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp đánh giá tình hình thực hiện một số dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh họp xem xét nội dung sơ kết việc thực hiện đề án phát triển tổng thể kinh tế xã hội vùng bãi sông Hồng sông Luộc giai đoạn 2021-2025. Nhãn Việt Gáp ở thành phố Hưng Yên giá bán cao nhưng cung vẫn không đủ cầu. Tai nạn giao thông 8 tháng đầu năm 2023 ở Hưng Yên tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước, rất cần những biện pháp cấp bách để kéo giảm tình trạng này. Công an huyện Yên Mỹ bắt khẩn cấp 5 đối tượng từ 16 đến 18 tuổi gây ra 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào trong một tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện các dự án. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Sự cuộc họp có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy. Hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai kết quả giải phóng mặt bằng hai dự án giao thông là đường Vành Đai 4, đường Tân Phúc – Võng Phan, 3 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, gồm khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng, khu công nghiệp Yên Mỹ và 7 dự án cụm công nghiệp là các cụm công nghiệp Kim Động, Chính Nghĩa, Đặng Lễ, Phùng Trí Kiên, Lạc Đạo, Yên Mỹ và Đồng Than. Hội nghị tập trung đánh giá, phân tích những thuận lợi khó khăn và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong đó cần tiếp tục tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 4 trong thời gian tới. Đến nay, các địa phương cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, đang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích đất ở, đất doanh nghiệp, đất tái định cư, đất di rời hệ thống đường điện cao thế. Diện tích đã chi trả tiền bồi thường, thu hồi bàn giao cho chủ đầu tư hơn 168 trên 230 ha, đạt trên 73%, tổng kinh phí chi trả trên 742 tỷ đồng. Công tác lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành đã trình Bộ Xây dựng thẩm định. Sau đó sẽ phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổ chức lựa chọn nhà thầu, phấn đấu tổ chức thi công xong trong tháng 9 năm 2023. Đối với dự án đường Tân Phúc – Võng Phan đến nay đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hiện đang triển khai các bước thực hiện đầu tư, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10 ha và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng như xác định, phê duyệt vị trí các khu tái định cư, di chuyển nghĩa trang, dự kiến sẽ tiến hành khởi công dự án trong tháng 10 năm 2023. Về công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 3, các huyện Ân Thi, Yên Mỹ và Quái Châu đã hoàn thiện hồ sơ và ban hành thông báo thu hồi đất. Trong đó, huyện Ân Thi ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt các phương án đã chi trả bồi thường hỗ trợ cho 632 trên 663 hộ. Huyện Quái Châu đã chi trả 100% tiền bồi thường hỗ trợ đất của các hộ dân và đất công điền ở xã Đồng Tiến và trên 790 hộ cá nhân ở xã Hồng Tiến. Dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng đến nay đã chi trả tiền giải phóng mặt bằng, tạm ứng đạt 145 trên 216 ha. Dự án khu công nghiệp Yên Mỹ đã chi trả tiền giải phóng mặt bằng, tạm ứng đạt gần 270 trên 208 ha. 23 trên 26 cụm công nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 trên 500. Tiến độ thực hiện 7 cụm công nghiệp thuộc danh mục các dự án trọng điểm thời gian qua có nhiều chuyển biến. Kết luận hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao kết quả giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là kết quả giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 4 và 3 dự án khu công nghiệp. Mặc dù công tác giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 4 có nhiều chuyển biến, nhưng khối lượng công việc còn rất lớn, đặc biệt là việc tái định cư cho các hộ có đất ở, di rời các doanh nghiệp và di chuyển mồ mả. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, dự án đường Vành Đai 4 có ý nghĩa rất quan trọng, trọng trách của tỉnh là rất lớn trước Đảng và Nhà nước, cho nên cần phải nỗ lực quyết liệt thực hiện để đảm bảo tiến độ khởi công dự án thành phần 2.2, xây dựng đường song hành trong tháng 9 năm 2023. Các địa phương cần phối hợp với các sở ngành liên quan chủ động lên phương án thu hồi đất và bố trí vị trí di chuyển cho doanh nghiệp để đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
Để đảm bảo nguồn vật liệu cung cấp cho đường vành đai 4, Ủy ban nhân dân tỉnh cần sớm đưa các mỏ cát vào khai thác, tổ chức đấu thầu, cấp phép theo đúng quy định. Đối với dự án đường Tân Phúc Võng Phan, các địa phương phải chủ động mọi thủ tục về giải phóng mặt bằng để khi dự án được phê duyệt sẽ triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ dự án. Với mục tiêu chính trị chúng ta phải hướng tới rất quan trọng. Đối với đường vành đai 4, hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng các loại đất là trước 31 tháng 12 năm 2023 và khởi công được dự án thành phần 2.2 là trong tháng 9. Liên quan đến đường Tân Phúc Võng Phan, đề nghị là các đồng chí tiếp tục quán triệt cái thông báo số 07 là các huyện triển khai đồng bộ cách làm như là đường vành đai 4, kiểm kê rồi xác minh nguồn gốc đất, các cái thủ tục triển khai trước đi để đảm bảo là gì, tất cả cái việc đấy là tiến hành đồng thời, là đến 30 tháng 10 là nói chung là phải đạt được 70% thì mới khởi công được. Ba huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ, đây là liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân của ba địa phương này và phát triển kinh tế của ba địa phương này. Thế cho nên là đề nghị các đồng chí phải rất là quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tập trung xây dựng các khu tái định cư và các khu nghĩa trang mở rộng cải tạo nâng cấp để hoàn thành cơ bản trong tháng 9. Ban chỉ đạo đối với 3 dự án khu công nghiệp và 7 dự án cụm công nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các huyện cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, trong đó đẩy nhanh việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đối với cả 7 cái cụm công nghiệp trong diện ban chỉ đạo thì đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc thông báo số 07 của ban chỉ đạo ngày 8 tháng 6 rồi phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, các bộ ngành để giải trình các cấp có thẩm quyền về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và chuyển đổi đất lúa, cái gì mà liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, rồi quy hoạch 1/500, đây là trách nhiệm của các địa phương, rồi trách nhiệm của các sở ngành, là các anh phải làm khẩn trương, đừng để chậm trễ cái này. Còn về các cái cụm công nghiệp khác thì tôi nhất trí với cả đề xuất của tổ công tác nêu ở đây, phấn đấu mục tiêu cụm công nghiệp là 500 hecta và các đồng chí, nhưng mà phải nỗ lực, phải quyết tâm. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở ngành địa phương trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm cần đẩy mạnh vận động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng của dự án, quy định của pháp luật trong việc triển khai dự án, tạo đồng thuận trong nhân dân. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp để xem xét cho ý kiến việc xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 22 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện đề án phát triển tổng thể kinh tế xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Thực hiện đề án phát triển tổng thể kinh tế xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Đến nay, tốc độ tăng trưởng bình quân của vùng đạt 7%, giá trị thu được trên 1 hecta canh tác đạt khoảng 238 triệu đồng. Có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có 15 làng nghề được công nhận, xây dựng cải tạo nâng cấp được 148 km đường giao thông nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm có lợi thế gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi kết hợp với quy hoạch vùng sản xuất tập trung và bảo vệ môi trường, từng bước đưa khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, tạo động lực thành lập và phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác trang trại. Hiện nay, tỉnh Hưng Yên đang có định hướng và tổ chức triển khai thực hiện một số dự án khu đô thị mới, đô thị sinh thái tại thành phố Hưng Yên và huyện Văn Giang, đẩy mạnh thực hiện các điểm tuyến du lịch văn hóa lịch sử, kết nối quần thể di tích phố Hiến, đền Đa Hòa, xã Bình Minh, đền Hóa Dạ Trạch, lễ hội Chư Đồng Tử Tiên Dung, đền thờ La Tiến, Tống Chân Quốc Hoa. Mở rộng phát triển du lịch văn hóa, lịch sử gắn với tham quan trải nghiệm, vui chơi giải trí, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Giai đoạn 2023-2025 tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp đô thị an toàn, ứng dụng công nghệ cao, tạo ra sản phẩm có chất lượng, khả năng cạnh tranh cao, áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến hiện đại gắn với chế biến bảo quản nhằm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
tiếp tục bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu của nghị quyết. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần bổ sung một số nội dung để thực hiện đề án không chỉ định hướng đến năm 2030 mà còn có tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị điều chỉnh mục tiêu này, thì mục tiêu ra là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 5.600 hecta còn lại thì đưa vào là đất văn hóa này, đất thể thao này, sân golf này và đất ở đô thị, đấy, chứ không phải đất ở nông thôn đấy nhé, đất ở đô thị, đấy khác trong như đó đấy. Như vậy là phấn đấu từ cái nội dung này, từ quy hoạch như thế thì ta phấn đấu 2025 này, định hướng đến năm 2030 này, tầm nhìn đến 2050 này, phấn đấu yên trở thành điểm đến du lịch của toàn quốc, thủ phủ của sân golf của trung tâm đồng bằng bắc bộ. Quý vị và các bạn, như chúng tôi đã phản ánh trong các chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, thời gian qua trên một số trang mạng báo tạp chí điện tử có đăng thông tin thất thiệt về giá nhãn Hưng Yên siêu rẻ. Ngay lập tức, nhiều chủ vườn nhãn đã phản ứng trước thông tin không có căn cứ này. Trên thực tế hiện nay, tại hầu hết các hợp tác xã, tổ hợp tác trồng nhãn Việt Gáp ở thành phố Hưng Yên đều tiêu thụ rất thuận lợi với giá cao, thậm chí nguồn cung không đủ nhu cầu của khách hàng. Gia đình chị Tuyết là thành viên hợp tác xã nhãn lồng Hồng Kỳ ở thôn Lê Nhi Hổ, xã Hồng Nam, có gần 2 bộ nhãn, trong đó có khoảng 30% diện tích nhãn đặc sản như đường phèn, củi cổ. Năm nay thời tiết không thuận lợi, sản lượng nhãn nhà chị Tuyết thu được chỉ khoảng hơn 6 tấn quả tươi, giảm hơn năm trước. Tuy nhiên, nhãn vẫn cho chất lượng thơm ngọt vượt trội, được khách hàng về tận vườn đặt mua với giá bán cao. Tôi thấy đông lắm, hết đoàn nọ đến đoàn kia ra vào. Thế và tôi thấy rằng là nhà vườn không kịp có nhãn để bán cho khách hàng. Tôi thì mua chính là cái loại là 30.000 một cân là nhãn Hương Chi. Thế ngoài ra nhà vườn có giới thiệu với tôi là có một loại đặc sản rất là ngon. Giá là 100.000 một cân thì tôi cũng mua 3 cân. Rất là ngon và tôi đã nếm thử. Tập trung cao về cái chất lượng, thế rồi là chăm sóc. Cho nên là cái mẫu mã rất đẹp mà chất lượng quả thì ngọt thơm. Cho nên là các khách hàng ở các nơi họ nhớ mà họ tự về, chứ mình không phải mời chào ai cả. Mà khi bán ý, thì không đủ bán, còn bán hỗ trợ các thành viên trong hợp tác xã rất nhiều. Thành phố Hưng Yên hiện có hơn 1.000 hecta nhãn với sản lượng nhãn quả tươi ước đạt gần 10.000 tấn. Đến nay thành phố thành lập được 18 hợp tác xã và tổ hợp tác nhãn với trên 400 hecta chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từng bước tiếp cận với hướng canh tác nhãn hữu cơ. Thời điểm hiện tại, các vườn nhãn đã thu hoạch và tiêu thụ khoảng từ 60 đến 70% sản lượng. Trong đó, các diện tích nhãn hữu cơ, Việt Gáp, nhãn O-Corp đều được các hợp tác xã đóng hộp làm hàng quả biếu, bán với giá từ 25 đến 45.000 đồng 1 kg nhãn Hương Chi, từ 60 đến 100.000 đồng 1 kg nhãn cùi. Thậm chí, có những cây nhãn đường phèn cổ đặc sắc có giá bán trên 100.000 đồng 1 kg. Giống cùi cổ này, đến đâu là tiêu hết đến đấy luôn. Hầu như là tôi đều bán qua như vậy, khách quen mà người ta lấy qua như vậy vài tạ, thậm chí là 3 tạ, 5 tạ, thu hoạch rất thuận lợi. Thế chúng tôi bán cái giá cả cũng êm. Để tránh tình trạng mất mùa, mất giá, cũng như được mùa mất giá, sản xuất nông sản chất lượng cao theo hướng Việt Gáp, hữu cơ, phát triển sản phẩm O-Corp vẫn là hướng đi bền vững cho những người trồng nhãn. Điều này không chỉ tăng giá trị thu nhập mà còn góp phần quan trọng bảo vệ phát triển thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên, hương vị tiến vua. Thời gian qua, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cử và nhiều nhà thầu xây dựng đã tích cực đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, thi công dự án hạ tầng khu đất giãn dân nhằm đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới.
Triển khai từ giữa tháng 6 năm 2023 đến nay, chủ thầu xây dựng đã san lấp khoảng trên 90% mặt bằng và tổ chức thi công khu đất giãn dân với diện tích gần 2,7 ha tại thôn Trà Bồ nằm bên trục đường DT386. Dự kiến đến giữa tháng 9 năm nay sẽ hoàn thành và tổ chức đấu giá vào đầu tháng 10 với khoảng gần 140 suất đất. Giai đoạn 2023-2024, huyện Phù Cừ giao chỉ tiêu cho xã Phan Xào Nam tổ chức đấu giá đất với diện tích khoảng 6 ha. Đến nay, xã đã san lấp gần 60% kế hoạch, toàn bộ nguồn vốn từ việc đấu giá đất sẽ được xã xây dựng các hạng mục như cải tạo hệ thống đường nội đồng, vùng trồng vải trứng, xây dựng trường mầm non tập trung, cải tạo nhà văn hóa thôn Phương Bổ, Phú Mãn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. 8 tháng năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên diễn biến phức tạp với 85 người thiệt mạng. Cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Thực tế cho thấy phải có những biện pháp cấp bách để kéo giảm tình trạng này. Chị Bẫn ở thôn Tòng Củ, xã Vân Du, huyện Ân Thi vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ngay trước cửa quán nhà mình trong ngày 30 tháng 7 vừa qua, khiến hai cháu bé tử vong. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 7, trên đường tỉnh 376, đoạn gần ngã tư Cống Tráng, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, ô tô biển kiểm soát 89A-19718 do Tạ Minh Khuê điều khiển với tốc độ cao đâm vào hai cháu bé đang đi xe đạp, khiến cả hai cháu tử vong. Hai vợ chồng em thì cũng vừa tầm là dậy, đi ngủ dậy, vâng. Thì là tôi thấy là nói chung là xe rú từ dưới kia, thì đi lên thì có hai cháu nó từ đằng này nó chạy. Xe đi lên đây thì nó đúng hoàn toàn, nói chung là đường đi là của hai thằng nhỏ là đúng. Nhưng mà lái xe là đi bên kia đánh bị mất tay lái thì về đến cái chỗ chả bến xe khách như này. Thì bắt đầu là đâm vào. Nghe tiếng phanh rất mạnh và khi mở cửa ra thì thấy một cháu bé thì chết ngay trước quán canh gazo. Và một bé thì tôi và bố đưa cấp cứu. Thì trong quá trình đưa cấp cứu thì cháu đến gần phố nối thì cháu đã mất. Và ngay sau vụ tai nạn đó thì ngày hôm sau là có vụ tai nạn đây nữa. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Hưng Yên, trong 8 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã xảy ra 130 vụ tai nạn giao thông, tăng 47%, làm chết 85 người, tăng 22%, bị thương 85 người, tăng 41%. Trong đó, cao nhất là huyện Yên Mỹ xảy ra 29 vụ, làm chết 23 người, bị thương 21 người. Hai địa phương khác là thành phố Hưng Yên có số vụ tăng 128%, số người chết tăng 120%. Huyện Văn Giang có số vụ tăng 100%, số người chết tăng 125%. Đây là con số báo động cho cơ quan chức năng, đòi hỏi phải có biện pháp cấp bách để kéo giảm tai nạn giao thông. Cái nguyên nhân chủ yếu là, thứ nhất là do ý thức chấp hành tham gia của người tham gia giao thông, ví dụ như là tránh vượt hoặc là không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Thứ hai nữa là tại cái nút ngã tư đường quốc lộ 38B và đường nối hai cao tốc thì hiện tại bây giờ là về ban đêm là không có đèn chiếu sáng, vạch kẻ đường và biển báo hiệu. Hiện tại bây giờ nút giao đang thi công tuyến đường nối hai cao tốc nên là chưa hoàn thiện. Ban An toàn Giao thông tỉnh đã yêu cầu các địa phương có tai nạn giao thông tăng cao phải tập trung phân tích, đánh giá và làm rõ vì sao tai nạn giao thông tăng trên tuyến đường nào để từ đó tập trung các giải pháp kéo giảm. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tháo gỡ các bất cập về hạ tầng và tăng cường kiểm soát các phương tiện lớn lưu thông trên đường. Đồng thời, mọi người khi tham gia giao thông trên đường cần điều khiển xe cẩn thận, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Công an huyện Yên Mỹ vừa điều tra làm rõ vụ một nhóm đối tượng từ 16 đến 18 tuổi thực hiện 3 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hảo. Sáng ngày 19 tháng 8, Công an huyện Yên Mỹ nhận được đơn trình báo của một công dân quê tỉnh Thái Bình đang làm việc tại một công ty trong khu công nghiệp Phố Nối A. Trước đó, rạng sáng ngày 19 tháng 8, công nhân này đi trên đường vắng thuộc thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, thì một nhóm chặn xe sử dụng đao đe dọa rồi chiếm đoạt một xe máy cùng số tiền trên 1,3 triệu đồng và một điện thoại di động. Đến 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 8, Công an huyện Yên Mỹ làm rõ và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng sinh từ năm 2005 đến 2007, cư trú tại các xã Đồng Than, Sai Phạm, huyện Yên Mỹ, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang và xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm là thủ phạm gây ra vụ cướp này.
phối hợp với công an thị xã Mỹ Hào, công an huyện Yên Mỹ xác định nhóm đối tượng này cũng chính là thủ phạm gây ra hai vụ cướp xảy ra vào ngày 14 tháng 8 và 18 tháng 8 trên địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào, thu giữ thêm một thanh đao và 4 chiếc xe máy. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.